Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Shop bán phụ kiện đồ chơi, phụ kiện săn bẫy nhá. Hôm nay giới thiệu cho các bác đó là cái môn keo bẫy cò. Cò xốp, cò giả, thẻ que tre để cuốn keo, thẻ que nhựa cuốn keo nhá các bác nhá. Thì đây đầu tiên ấy, nó là keo bẫy cò siêu dính. Keo bẫy cò siêu dính thì đã được xốp chiết ra những lọ nhỏ như này, lấy ra từng lọ nhỏ như này. Thì mỗi một lọ này là đơn vị tính là nó là một cân, một cân các bác nhá. Đấy. Thì đây là một cân, xốp bán lẻ ra các bác về chơi văn nghệ. Thế còn các bác nào có nhu cầu mua nhiều hơn 5 cân 10 cân thì shop vẫn cung cấp bình thường nhá. Thế đây là cái keo này, là cái keo qua nhiều clip trước thì các bác đã nắm được, cái keo này là cái keo gọi là siêu dính. Siêu dính nhá. Dính trọng, dính cả trong cái thời tiết có nước, trời mưa ấy vẫn dính bình thường. Keo trong suốt, keo dính cò loại siêu dính nhá các bác nhá. Đối với keo cò này thì giải thích lại cho các bác, đó là đã nấu sẵn rồi, các bác về chỉ việc quét vào que là chơi thôi, không cần phải nhào, không phải nấu, không phải pha chế bất cứ gì khác. Thế ngoài ra thì bác nào mà vẫn bẫy theo kiểu truyền thống, thích thẻ que tre thì sẽ có que tre các bác nhé. Thẻ que tre các bác này, hàng thẻ que tre này là hàng tre gọi là già tương đối đấy, vót là vót thủ công, vót bằng tay, vót bằng tay các bác nhé, chứ không phải hàng làm bằng máy đâu. Hàng làm bằng máy thì trên dưới nó bằng nhau thì hầu như là không chơi được. Đây là thẻ bằng que tre, là thẻ tre vót thủ công nha các bác nhé. Thế còn các bác nào mà không muốn chơi que tre, chơi bằng que nhựa carbon. Que nhựa carbon này thì tôi vẫn còn bận quá, nó chưa cắt ra được. Thì cái này là tất cả các quẹt thẻ tre, que tre này hay que nhựa thì đều là cắt dài 50 phân các bác nhé, dài 50 phân. Đấy, dài 50 phân. Thì đây là cái que nhựa carbon này thì bác nào thích chơi que nhựa thì sẽ có que nhựa cho các bác nhé. Đấy, đây tôi cũng chưa có thời gian cắt ra được. Đây các bác quan sát này, thẻ cuốn keo thì sẽ có que tre và que nhựa các bác nhé, que tre và que nhựa. Keo dính cò thì nó sẽ có keo dính cò siêu dính đóng trong lọ 1 cân 1 kg các bác nhé. Thế ngoài ra thì sẽ có thêm cò xốp, có nghĩa là cò giả đấy, cò giả này các bác này, cò xốp. Cái toàn bộ này là bằng xốp hết nhé các bác nhé. Thì nói thêm với các bác, đối với cò xốp ấy thì nó gồm có hai phần liên kết với nhau, một là phần thân, hai là phần cổ này. Đấy, khi thử các bác thì tháo riêng ra, thân riêng cổ riêng để tránh tình trạng gãy. Đấy, khi các bác về các bác cắm liên kết này vào thì sẽ thành một con cò, và các bác kiếm que cắm vào đây và sẽ thành con cò giả. Thì đối với cò giả ấy thì là phần thân thì nó giống nhau rồi, phần thân thì giống nhau rồi, nhưng mà phần đầu ấy sẽ có hai kiểu cho các bác nhé. Thì cái này là tôi đã làm hoàn chỉnh rồi, hoàn thiện rồi, có tô mỏ màu vàng, mắt đen. Còn cái này thì tôi cũng chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh, mới có vé với mắt thôi, còn đang hết sơn vàng, sơn màu vàng mỏ này này nhé. Thì cái này đã bằng xốp này, cái này bằng xốp và cái này cũng bằng xốp nhé. Thì có thêm một loại nữa, thêm một loại đầu nữa, nó là bằng xốp mềm hay là xốp mút ấy. Đối với sơn mềm xốp mút này thì nó sẽ không bị gãy, sẽ không bị gãy, nhưng mà cái chất liệu này thì nó có ít, nó không có nhiều. Để khi nào mà xốp kiếm được cái chất liệu này thì làm bằng chất liệu này, còn không thì làm bằng chất liệu xốp này nhé. Thì đối với chất liệu mút mềm này thì sẽ một đây là tô sơn vàng vào đây, hai là mua băng keo vàng, băng dính vàng ấy, quấn vào đây để tạo thành cái mỏ vàng, và sẽ tô đậm cái mắt lên một chút nữa, tô đậm mắt một chút nữa. Thì nói chung là có vật liệu bằng xốp mềm này, này thì xốp sẽ cắt cái cổ, cái đầu cò bằng xốp mềm. Còn nếu mà không ấy, thì mình sẽ cắt cái nó bằng xốp cứng này, bằng xốp cứng này nhé. Thì tùy từng lô hàng, tùy từng đợt hàng. Nói chung là các bác cứ mua cò giả gọi là cò xốp thì tùy từng thời điểm xốp sẽ có hàng nào thì gửi cho các bác hàng đấy. Ví dụ như có hàng cổ xốp, đầu xốp này thì gửi cho các bác hàng đầu xốp, cổ xốp. Thế còn nếu không ấy, thì có hàng bằng cái xốp cứng này thì gửi cho các bác hàng bằng xốp cứng. Thì cái này nó phải phụ thuộc vào tùy từng thời điểm, tùy từng lô hàng nha các bác nhé. Chứ không có cố định là bán chỉ có xốp cứng hay là chỉ có xốp mềm đâu. Nói chung là phụ thuộc tùy từng thời điểm, có hàng nào thì sẽ gửi cho các bác hàng đấy nha các bác. Nói chung cái nào chơi cũng được thôi, cái nào chơi cũng được. Cái vật liệu bằng xốp cứng này thì nó nhiều, nó dễ. Thế còn cái vật liệu bằng xốp mềm này thì nó có ít, nó có ít, nó khó tìm hơn, nó khó kiếm hơn. Khi nào có thì mới làm được, còn khi nào không có thì sẽ không làm được các bác nhá. Đấy, mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại trên màn hình. Và keo cò này, cò giả này, thẻ cuốn keo này, thẻ cuốn keo bằng tre hoặc là thẻ cuốn keo bằng nhựa.
Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, các bác đặt hàng thì không cần phải đặt cọc, cứ cho thông tin là shop sẽ gửi hàng về đến nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Mọi thông tin thì alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp tôi nhé.